Đây quả to quá. Mọi người có biết cây này không ạ? Tiến vào bia vào gì nhỉ? Canh Tina à? Đây là canh Tina à? Trông hao hao thì giống kiểu cây bù kết với cả cây me. Hôm nay anh em tổ chức đi ba bì chơi mọi người nhá. Em thôi đồng hành nữa Tiến ơi. Tiền đâu, tiền đâu, hai thầy đấy đâu. Nào cái đầu kia rồi đi. Nào cái đầu châu về. À. Đấy gì này anh nhỉ? Đầu trâu. Đầu trâu. Lấy con gà này lên nướng nhỉ?
gà này. Gà này thôi, chúng ta đi ạ. Đến Ba Vì á? Đó. Đầu bò ấy à? Đầu bò kìa. Đầu bò. Làm con gà nhá. Gà. Hả? Lấy gà. Lấy gà đi. Không à. Lấy gà thì lấy gì? Thế thôi. Đang biểu đang thích cái đầu trâu. Biểu tên là rượu gặp em bia thì mày chết. Đang cọc bỏ. Đầu bò đấy nhỉ? Đầu bò đấy nhỉ? Đầu trâu này. À đầu trâu. Cái bò cái con đấy đó. À. Kệ nó. Thế cả sao đây nè? À. Cá. Cá làm gì nữa nhỉ? Nó tênh. Đến mua thêm cái gì chứ? Em thấy gì đây chưa? Thôi, lúc về. Mấy hoa quả này, bia nữa, nước ngọt nữa. Ê, sợ đi dọc đường gặp bọn kia thôi. Anh lấy điều ba nhá, thì hai anh em lấy. Còn đó bên kia chỗ quần áo ấy. Đấy, xay đấy, đi mua. Để cốp là đấy đấy. Bước ra đây. Xin tay một cú một đôi. Đầu chơi lại đắt à. Không, một cháu đi ăn trên đồi. Trứng không có đồ. Đang đi ra ngoại thì mua trứng thì mà cũng về đó. Trên nướng hả? Anh nghe đi máy em lấy cái gì nữa? Gà rồi đúng không? Đó. Thế nào? Chỉ có đồ sẵn nữa thôi. Không phải lấy nhiều cái đồ tự làm đâu. Lấy đồ sẵn thôi. Xúc xích hay là cái gì đấy thôi. Thế người ta... Xúc xích về lên trên lấy gì mà dán. Nướng chứ. Ờ, lấy kem nướng nhỉ? Đấy, em đi lấy mấy cái đồ ăn sẵn thôi, không phải lấy cái đồ này lên làm đình kỉnh lắm. Không. Dạ. Có dù sao xa chỉ đỉnh sườn đó. Đã vẫn treo leo thì dòng sông. Táo đây, táo đây. Táo đây. Có gì không? Có dao đâu. Từng từng cắn. À đây đây đây, tiến này. Vừa nói xúc xích xong. Đi vào trong kia mua. Trong kia, mua trong kia. Mua trong kia. Rồi chợ mua, ở ra chỗ quán tạp hóa mua rồi. Ra tiền một túi rồi. Ấy tiền này chuối vào đấy. Mua thì bán rẻ chứ. Thơm vài ngàn nữa. Mua đi lên Ba Vì dùng này. Ba Vì à? Nó bán mà cái giờ nó lại ồn nào. Nhưng mà em không mới.
Sợ nhất thì kiểu mua quá nhiều đồ xong thì xách ngược. Ba lô kìa, ai mà có ba lô để cõng ấy. Chảy hỏng hết máy. Máy anh cầm tay chứ. Còn mấy đi. Máy mà. Xong kia còn phải không? Còn máy nữa. Mét trời đấy. Chỉ nhớ đi chơi, trời nắng nó mới hay. Mấy đứa kia đây rồi. Ở đây là hấp dẫn, đây là chợ Lào Cai à? Kinh luôn, kìa bỏ tất vào đây, đúng rồi, túi to đấy, nên mua bánh quán lên ăn. Chỉ mong nó đơn giản nhất có thể thôi. Thì có ăn với muốn hoành tráng vì nhiều đồ gì nữa. Ở cái gì nhỉ? Nhân trần. Đâu? Chả nhân trần gì? Nhân trần. Thật là cái gì nhỉ? Tiến tô. Giờ chuyển qua mua quần áo luôn. Lấy thì lấy đồ nhẹ nhẹ thôi nhá.
xe đây. Đông không quay lại luôn. Đông này anh em quay lại luôn. Đó, con này đéo đi rồi. À, sao tắt con này nhỉ? Nó đéo đi. Chơi rửa hơi đi, để người khác đi. Chú vừa đợi ở Sarajevo. Quỳ này á? À, tôi lại xin phép quay đầu. Căn bản anh em phải không yêu hoa, không có cảm giác. À, hay là đi lên cái điện đền thượng cũng đi đường này à? Chắc thế. Chắc có không có đền cô sáu gì đây? Ôi. Này mọi người đi du lịch cực kỳ đông luôn. Xe kéo đi à? À, những ô tô đi như thế này là văn minh ấy. Dẹp sang bên người ta đi. Cả biển 18 đến đây này. Đa số 30, 99 Nam Định, Nam Bình. Đông ấy.